Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ thông tin làm đẹp đến các bạn trong video ngày hôm nay. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là sữa rửa mặt Ờ, thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu qua một chút về khái niệm rửa mặt cũng như là làm sạch da nhé. thì uh, sau một ngày chúng ta làm việc mệt mỏi cũng như là chúng ta phải make up ấy thì uh, sau khi trở về nhà thì công việc đầu tiên của chúng ta đó chính là tẩy trang rồi sau đó là rửa mặt đúng không? bởi vì nó là một cái bước không thể thiếu trong việc là cũng như là trong cái quá trình chăm sóc da hàng ngày của chúng ta rồi và khi rửa mặt thì nhiều người thường cho rằng là người ta chỉ tẩy trang thôi là đã lấy được đi hết sạch những cái bụi bẩn ở trong da mặt rồi Và nhiều người người ta chọn cách là chỉ rửa mặt lại với nước không bằng tay Và với cái suy nghĩ sai lầm như này thì rất là nhiều chị em phụ nữ khiến da của họ bị xuống cấp nặng nề Thậm chí là khi mà họ tẩy trang không sạch, thậm chí là không sử dụng sữa rửa mặt nhá Thì da của họ còn tiềm ẩn các nguy cơ như là mụn này, ở lỗ chân lông này, rồi là da tiết dầu nhiều hơn Nói chung là sẽ có rất nhiều cái nguy cơ về da của bạn Chính vì vậy mà rửa mặt là một cái bước không thể nào mà thiếu trong cái quy trình chăm sóc da của chúng ta được Tuy nhiên thì khi mà chúng ta chọn loại sữa rửa mặt ấy Thì như anh thấy hiện nay trên thị trường có khá là nhiều loại sữa rửa mặt Từ gel rửa mặt, kem rửa mặt, bọt rửa mặt, xà phòng rửa mặt rồi đến là sữa rửa mặt nói chung là nó có khá là nhiều và với nhiều mẫu mã, chủng loại như thế thì khiến cho chị em chúng ta được chọn khá là nhiều đúng không? Nhưng vẫn còn khá nhiều chị em chưa biết cách chọn sản phẩm sữa rửa mặt phù hợp cho làn da của mình. Trong các video trước thì Kiều Anh cũng có chia sẻ rằng là khi chúng ta sử dụng sữa rửa mặt thì cái khả năng mà khiến cho da mặt của chúng ta bị mất cân bằng độ pH cũng như là khiến cho da của chúng ta bị thiếu ẩm thì nó vô cùng lớn và cái lớp skin barrier hay còn gọi là cái lớp da trên cùng của chúng ta này còn gọi là lớp bảo vẽ thì nó sẽ có độ pH cân bằng đó chính là từ 4.5 cho đến là 5.5. Và khi chúng ta sử dụng các loại sữa rửa mặt để làm sạch da mặt thì nó sẽ tăng về tính kiềm nhiều hơn, nghĩa là khi đó chúng ta sẽ cảm thấy da của mình là căng rát khó chịu, rồi là thường thì có một số người sẽ thấy là da của mình sẽ bị mốc lên sau khi rửa mặt. Chính vì vậy mà chọn một loại sữa rửa mặt để nó phù hợp với làn da của mình này Nó vừa cân bằng độ pH cũng như là cấp ẩm luôn là điều mong muốn của nhiều chị em phụ nữ Bởi vì mọi người đều biết mà đúng không Nếu như chúng ta không rửa mặt bằng sữa rửa mặt Thì chắc chắn da của chúng ta sẽ tiềm ẩn nhiều vấn đề về mụn Từ mụn đầu đen, mụn cám rồi cho đến là mụn bọc Chính vì vậy theo khảo sát của oanh cũng như là theo rất nhiều phản hồi của những chị em đã sử dụng thì oanh đã chọn ra cũng như là uh, lọc ra một cái sản phẩm được rất nhiều chị em phụ nữ tin tưởng sử dụng đó chính là sản phẩm sữa rửa mặt nha đam đến từ hãng amusix của hàn quốc sữa rửa mặt nha đam amusix đến từ hàn quốc này thì là một trong những sản phẩm oanh thấy là được rất nhiều chị em phụ nữ sử dụng trên thị trường hiện nay bởi cái điểm cộng đầu tiên khi chúng ta nhắc về sản phẩm này đó chính là chiết xuất từ nha đam Ở dù có là một tín đồ làm đẹp hay không thì chúng ta cũng đều biết rằng nha đam là một trong những cái loại thực phẩm loại dược liệu mà được rất nhiều người sử dụng bởi công dụng vừa tốt cho sức khỏe của nó này cũng như là vừa làm đẹp đúng không và nhiều người thì chọn cách là sử dụng đắp mặt nạ nha đam chắc là cái đấy thì nhiều chị em cũng biết rồi vậy thì điểm cộng của cái sản phẩm sữa rửa mặt nha đam Amusic này là gì cũng như nó có những ưu thế những ưu điểm nổi bật gì khiến cho nhiều người sử dụng và đạt được những cái hiệu quả đáng thấy trên da mặt của mình Đầu tiên, đó chính là khả năng cân bằng độ pH. Như anh vừa chia sẻ cái độ pH lý tưởng trên lớp skin barrier của chúng ta thì sẽ là từ 4.5 cho đến là 5.5. Và nhiều loại sữa rửa mặt thì sẽ làm tăng tính kiềm và khiến cho cái độ pH này của chúng ta không được giữ nguyên như ban đầu. Và các bạn đều biết rằng khi cái độ ph này chúng ta sử dụng trong một thời gian dài mà nó bị tăng về tính kiềm nhiều hơn khiến cho da của chúng ta bị căng rát khó chịu thì da của chúng ta lâu dần sẽ bị mẩn đỏ kích ứng rồi là tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mụn thế nên là khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm nha đam sữa rửa mặt nha đam Amishic đến từ hàn quốc này thì nó sẽ cân bằng độ ph cho chúng ta và như mọi người thì cũng đều biết nha đam vốn đã có tính chất là cân bằng độ ph rồi thế nên là khi được chiết xuất và um, chế biến thành cái sản phẩm như thế này thì nó trở thành một trong những cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời khi chúng ta rửa mặt sẽ không cảm thấy là bị căng rít khó chịu trên da cũng như là việc nó khiến cho da của chúng ta mềm mại cũng như là uh, nó sẽ không bị quá khó chịu vì nó bị khô thứ hai đó chính là khả năng cấp nước cấp ẩm cho da À, khi mỗi khi mà chúng ta rửa mặt xong thì chúng ta sẽ thường phải sử dụng toner hoặc là sử dụng một số loại kem dưỡng để khiến cho da của chúng ta ẩm hơn và tất nhiên đó là bước không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da hàng ngày của chúng ta rồi. À, tuy nhiên thì với sản phẩm sữa rửa mặt nha đam Amuic đến từ Hàn Quốc này thì khi chúng ta sử dụng nó còn có một khả năng nữa vô cùng tuyệt vời như anh vừa kể đó chính là cấp nước và cấp ẩm cho da của chúng ta bởi vì à, như cái thành phần nha đam ấy thì đã vốn đã được nhiều người sử dụng trong việc là ở sử dụng làm nước uống hay làm chè rồi đúng không? Cái đấy thì chắc hẳn là rằng là mọi người biết rất là rõ Và khi được áp dụng vào trong cái sản phẩm sữa rửa mặt như thế này Thì khi chúng ta sử dụng nó sẽ không gây căng dít khó chịu, không gây khô da cho chúng ta Mà ngược lại nó còn cung cấp độ ẩm cần thiết cho da của chúng ta Và thậm chí là cấp nước khiến cho da của chúng ta được căng bóng hơn Và sau khi chúng ta sử dụng xong cái loại sữa rửa mặt này Thì chúng ta sẽ cảm thấy là, là da của mình nó khác biệt hoàn toàn Nghĩa là nó không bị khô và thậm chí da của chủ chúng ta thì vô cùng căng mướt công dụng thứ ba đó chính là sữa rửa mặt nha đam amyxic thì có khả năng chống viêm Uh, theo anh thấy thì đối với những chị em mà chúng ta gặp phải các vấn đề về da như là bị mụn này rồi là bị nám da thì chúng ta thường chọn những cái liệu pháp để mà điều trị đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể là kết hợp với sản phẩm sữa rửa mặt nha đam như thế này. Bởi như mọi người đã biết thì nha đam nó tăng khả năng là sản xuất axit trong cơ thể. Đồng thời với việc là khi chúng ta sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt này nó sẽ giúp cho da mặt của chúng ta được khỏe mạnh hơn và Thực ra thì nó cũng sẽ đóng góp là một phần là giúp điều trị cái vấn đề về mụn cho da của chúng ta. Bởi vì khi sử dụng cái sản phẩm này nó sẽ làm sạch sâu từng lỗ chân lông và những cái cặn bã mà chúng ta cặn make up kem chống nắng rồi là cặn kem nền tất cả mọi thứ chúng ta sẽ không thể nào làm sạch được từ trong bước đầu tiên thế nên là khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm giữa giờ mặt này nó sẽ làm sạch sâu đến lỗ chân lông cho chúng ta cũng như là loại bỏ các chất độc hại ra ngoài và sử dụng trong một thời gian dài thì mọi người sẽ thấy cái sự khác biệt hoàn toàn nghĩa là nó sẽ không gây kích ứng đâu này thậm chí là kể cả da của bạn có là làn da dễ kích ứng hay là da nhạy cảm thì khi sử dụng sản phẩm này nó sẽ chống viêm cho chúng ta cũng như là giải quyết các vấn đề về mụn Thứ tư, đó chính là khả năng làm sạch sâu cho da của chúng ta Như kiểu anh vừa chia sẻ vừa rồi Thì với cái sản phẩm sữa rửa mặt này Thì nó sẽ giúp cho chúng ta là làm sạch sâu từ bên trong lỗ chân lông Cũng như là loại bỏ bã nhờn rồi là ở Tất cả da chết trên da mặt của chúng ta Thường thì theo anh thấy thì khi chúng ta chăm sóc da tất nhiên là chúng ta sẽ phải tẩy da chết rồi đúng không? Tuy nhiên thì khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm sữa rửa mặt như thế này thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm bởi bên cạnh khả năng là làm sạch sâu cung cấp ẩm cân bằng độ pH thì nó còn giúp cho chúng ta là làm sạch da từ sâu bên trong cũng như là việc nó giúp cho da của chúng ta được khỏe mạnh hơn chống lại các sắc tố melain cũng như là việc là nó dường như là tạo nên cái lớp bảo vệ trên làn da của chúng ta được khỏe mạnh hơn và từ đó thì các tác nhân gây hại cho da của chúng ta như là mụn rồi là mụn đầu đen mụn cá mụn bọc thì sẽ không còn nữa Vậy cách sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt này ra làm sao? Thì với sản phẩm sữa rửa mặt nào thì nó cũng sẽ có một cách sử dụng chung Đó chính là cách thứ nhất chúng ta có thể sử dụng theo cách phổ thông bình thường Đó chính là cho một chút sữa rửa mặt này lên tay Rồi sau đó thoa đều tạo bọt và xoa lên mặt rồi làm sạch và với cái sản phẩm này sau khi chúng ta làm sạch rồi thì chúng ta sẽ rửa lại với nước Tuy nhiên thì kể cả các bạn có sử dụng loại sữa rửa mặt nào đi chăng nữa Thì Oanh cũng phải lưu ý một vài điểm nho nhỏ trong quá trình sử dụng Đầu tiên đó chính là khi chúng ta sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt chúng ta sẽ không để thời gian cái sản phẩm sữa rửa mặt này ở trên da quá lâu tối đa thời gian sẽ là từ 30 giây cho đến là một phút thứ hai đó chính là khi sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt thì chúng ta nên áp dụng theo công thức đó là nóng trước lạnh sau khi chúng ta làm ướt mặt thì chúng ta hãy sử dụng nước ấm từ 3 cho đến là 40 độ C để làm ướt mặt rồi sau đó khi sử dụng xong cái sản phẩm sữa rửa mặt này chúng ta làm sạch mặt lại với nước lạnh thứ ba đó chính là dù sử dụng bất cứ loại sữa rửa mặt nào thì cái số lần bạn được sử dụng tối đa trong một ngày đó chính là hai lần là sáng và tối và nếu như buổi sáng khi mà bạn thức dậy da của bạn không có quá nhiều bã nhờn cũng không quá bị bẩn thì chúng ta nên sử dụng toner thay vì là sữa rửa mặt và cuối cùng đó chính là dù bạn sử dụng loại sữa rửa mặt nào thì sau khi chúng ta làm sạch da mặt, cái bước dưỡng da cũng là một trong những cái bước quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua. À, sau khi rửa mặt bạn có thể là sử dụng toner này, hay là sữa dưỡng ẩm, kem dưỡng ẩm rồi kem dưỡng trắng. Nói chung là chúng ta cần phải dưỡng ẩm sau khi rửa mặt, bởi vì cái sản phẩm sữa rửa mặt này thì khi chúng ta dùng nó chỉ cấp ẩm một phần thôi, bởi vì cái lượng ẩm cung cấp cho da mặt của bạn đến trực tiếp từ cái sản phẩm kem dưỡng. Mặc dù cái sản phẩm nó sữa rửa mặt này nó cứ thực sự là tốt Nhưng mà nhiều bạn không biết cách sử dụng cũng như là sử dụng sai quy trình Thế nên là khi mà chúng ta sử dụng sữa rửa mặt rồi Nhưng da mặt vẫn bị nổi mụn và thậm chí là nó không đạt được những cái hiệu quả đã có Thế nên là anh khuyên rằng khi chúng ta sử dụng bất cứ một sản phẩm sữa rửa mặt nào Cũng nên tuân theo quy trình của nó Hoặc là nên dưỡng ẩm sau khi sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt và với sản phẩm sữa rửa mặt nha đam như thế này thì các bạn hoàn toàn yên tâm bởi như anh vừa chia sẻ rồi chiết xuất của nó là từ 100% từ thiên nhiên cũng như bên cạnh là chiết xuất chính là từ nha đam, một trong những cái loại dược liệu mà vô cùng an toàn lành tính lại có công dụng rất tốt trong việc làm đẹp cho chúng ta. Thế nên là nó sử dụng được cho mọi loại da, từ da dầu, da khô cho đến là da hỗn hợp hay là da nhạy cảm. Thế nên là các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm và nó là một cái bước không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da của bạn hàng ngày được. Vậy thì uh, mua sản phẩm này ở đâu để có thể là sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời này? Thì anh cũng xin được giới thiệu một trong những địa chỉ uy tín các bạn có thể đặt mua sản phẩm phẩm này đó chính là siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Bởi siêu thị Hàn Quốc thì với tiêu chí chất lượng là uy tín, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc. Quan trọng là khi đặt hàng tại đây, các bạn còn được phép kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán và chúng ta được đổi trả hàng trong vòng 7 ngày. Nếu như khi nhận hàng chúng ta thấy hàng không đúng với những gì mà video đã mô tả. Và cuối cùng, đó chính là siêu thị Hàn Quốc thì có địa chỉ uy tín rõ ràng. Các bạn có thể tìm đến bất cứ lúc nào để nhận được những tư vấn từ chuyên viên cũng như là nhận được những ưu đãi dành riêng cho sản phẩm. Và Oanh cũng xin được gợi ý một trong ba phương thức để các bạn có thể mua sản phẩm này. Đầu tiên đó chính là chúng ta liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 Anh nhắc lại một lần nữa nhé Đó chính là 0904 363 985 Phương thức thứ hai đó chính là các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn từ các chuyên viên cũng như là nhận được nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho sản phẩm sữa rửa mặt nha đam Amusix đến từ Hàn Quốc này. Chỉ với một trong ba phương thức như trên thôi, chúng ta đã có thể sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời này rồi. Vậy thì hãy nhanh tay đặt hàng lên thôi chứ ạ. Hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh vừa chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang lại cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích về cách chọn loại sữa rửa mặt phù hợp cũng như là quy trình chăm sóc da mặt của chúng ta. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn còn thắc mắc về sản phẩm sữa rửa mặt Nha Đam Amusex đến từ Hàn Quốc thì hãy nhấn vào các video phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ dưới đây để nhận được các thông báo về những video mới nhất, bổ ích nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.